Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Có nơi nghe tin tôi đến hát, ai đó đã căng biểu ngữ, đã đạo Việt Cộng ái vân. Tôi chỉ biết ngồi khóc, chứ bao giờ tôi lại cảm thấy thân phận người nghệ sĩ lại mong manh đến thế. Họ không có gì cả ngoài lời ca tiếng hát, nên khi bị vùi dập, họ chỉ biết kêu trời. Năm 1993, ông xã ở Mỹ, cả nhà tôi chuyển sang Mỹ luôn. Lúc này tôi đã có giấy tờ chính thức là cái passport theo điều luật 51 của Đức công nhận cho tị nạn nhân đạo. Người Việt ở Đức vẫn gọi tắt là Pass 51. Có hộ chiếu, từ nay tôi đã có thể bay đi khắp nơi trình diễn đàng hoàng, chứ không phải đi chui trong châu Âu như trước. Thúy Nga Paris liền tổ chức một tour diễn tại Úc Châu và Bắc Mỹ với nhiều tên tuổi quen thuộc của hải ngoại. Chỉ mình tôi là ca sĩ mới lần đầu xuất hiện. Là một ca sĩ đi từ miền Bắc nhưng tôi đã trình diễn khắp châu Âu, Úc Châu và Bắc Mỹ. Ở đâu cũng được khán giả thương mến và ủng hộ nhiệt tình cho đến một ngày. Sau nhiều năm chỉ thu hình ở Paris năm 1993, lần đầu tiên Thúy Nga tổ chức ghi hình live tại một sân khấu lớn ở Nam California, đó là Rạp Hát Center, nhân kỷ niệm Paris by Night 10 năm. Buổi chiều tổng duyệt xong chờ đến tối sẽ ghi hình trực tiếp, bỗng thấy xì xào, nhiều gương mặt nhìn tôi e ngại và khác lạ. Một số nghệ sĩ thái độ gượng gạo không bình thường, Chí Tài gặp riêng tôi nói, nghe nói có nhiều người chống chị lắm, tôi tái mặt. Và họ được biết, có ba ca sĩ không muốn hát chung sân khấu với Ái Vân, lý do Ái Vân là ca sĩ Việt Cộng. Trước một cuộc gần như nổi loạn của mấy ca sĩ này, ai nấy đều hoang mang. Toàn bộ vé đã bán hết, tiết mục thì sắp xếp tập dượt, đâu vào đấy xong xuôi. Chỉ vài ba tiếng đồng hồ nữa là mở màn. Vậy mà nội bộ thì lại đang quá rối ren. Lập tức ban giám đốc của Thúy Nga Paris yêu cầu họp khẩn đoàn. Cô Tô Ngọc Thủy, tức Marido, và chồng là Huỳnh Thi, tức Pôn Huỳnh, đại diện cho nhà sản xuất nói đại ý. Đây là lần đầu tiên Thúy Nga tổ chức ghi hình trực tiếp trên sân khấu lớn của Mỹ với chi phí tốn kém nhất từ xưa đến nay. Anh chị em nghệ sĩ và Thúy Nga Paris đã phải làm việc cật lực một thời gian dài mới có được chương trình này. Cô Ái Vân cũng là một nghệ sĩ như mọi người thôi. Cô hát bên Pháp mấy năm sao không thấy mọi người, mà sang bên này lại có chuyện như thế. Mong mọi người suy nghĩ và làm ơn giúp Thúy Nga ghi hình cho xong chương trình này. Nói tới đây, cô Thủy bật khóc. Huỳnh Thi và nhiều người, Thúy Nga Paris cũng khóc. Tôi thì tủi thân nên khóc mùi mẫn luôn. May sao mọi chuyện êm thấm, không còn vũ đạo chính nào nữa. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, văn nghệ thì lạ một cái lạ bằng tạ cái quen. Lúc đó Ái Vân là nhân tố lạ, mới nên rất được đón chào. Vì là ca sĩ độc quyền nên tôi được Thúy Nga tạo mọi điều kiện thu video, audio và hát trong hầu hết các show diễn do Thúy Nga tổ chức ở Mỹ và Canada. Khi được Thúy Nga giới thiệu cho tôi bài Trăng Sáng Vườn Chè của nhạc sĩ Văn Phụng, phổ theo lời thê Nguyễn Bính, tôi thích ngay lời ca khiến tôi hình dung ra cảnh bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Trung tâm Thúy Nga sản xuất đến cuốn Paris by Night 17 thì có sự xuất hiện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Trước đó Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã làm MC cho Paris by Night. Nhưng từ khi có Nguyễn Ngọc Ngạn thì cặp đôi MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn là cặp bài trùng của Paris by Night suốt từ đấy cho đến bây giờ. Nguyễn Ngọc Ngạn vốn là nhà văn nên anh rất giàu kiến thức, vốn sống lại thêm sự duyên dáng hóm hỉnh, đã kết hợp khéo léo vốn vào văn học vào phần MC của mình. Đứng bên cạnh anh Ngạn là một Nguyễn Cao Kỳ Duyên trẻ trung, thông minh, duyên dáng và không kém phần hóm hỉnh, đã mang lại cho quý khán giả những trận cười nghiêng ngả, những giây phút thú vị và bổ ích. Nói đến Thúy Nga thì không thể không nói đến đôi MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ê Bích Phương và tôi hát cặp liên tục một thời gian nên Thúy Nga cũng muốn thay đổi. Được biết Nguyễn Hưng nổi tiếng từ năm 17 tuổi khi anh đoạt giải Kim Khánh môn khiêu vũ do Nhật báo Trắng Đen tổ chức tại Sài Gòn. Anh vừa sang định cư tại Canada năm 1992. Sở trường của Nguyễn Hưng là hát và nhảy. Khi mời Nguyễn Hưng về cộng tác, Thúy Nga có ý định ghép cho tôi với ca sĩ này. Đang đà thắng lợi của Liên ca khúc, tôi đề nghị Nguyễn Hưng cùng làm nhạc cảnh Tấm Cám. Anh vui vẻ nhận lời, tôi bàn với anh Nhật Ngân, anh khoái chí lắm nói ok làm luôn. Năm 1997 tại Houston, Texas, diễn ra giải Kim Khánh để vinh danh các ca sĩ hải ngoại. Tôi được giải Kim Khánh ca sĩ hát dân ca hay nhất. Có một trái ngược thú vị là ở trong nước tôi được giải về nhạc nhẹ, ra hải ngoại lại được giải dân ca.
Vui nhất là sống dưới mái nhà Thúy Nga Paris, tôi được thỏa sức tung hoành thể nghiệm. Trong nghệ thuật có những điều trước đây chỉ có trong mơ ước, như làm liên khúc nhạc cảnh lấy từ kho tàng truyện cổ dân gian, thì khi về với Thúy Nga tôi được ủng hộ hết mình. Với người nghệ sĩ không có gì vui hơn, niềm vui chẳng tày gang. Giữa lúc cảm thấy sung sức nhất trong nghệ thuật, tôi chợt phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.